Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Phía trước mặt anh chị là chợ Kim Biên. Đó, đây là chợ Kim Biên ha. Và Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở phường 2 quận 6 này. Đó, căn nhà mình á, căn hộ mình á thì nằm ngay chỗ cái tòa Novaland đó nha anh chị. Ngay cái tòa Novaland đó luôn nha. Và đây là chợ Kim Biên. Hướng xe chạy mấy bên kia là mình về lại ngay chỗ bưu điện quận 5, và hướng này là mình về lại bến xe Chợ Lớn nè anh chị. Đó, đây là chợ Kim Biên ha. Nhân sẽ review cho anh chị một căn hộ có kích thước ngang là 4m và chiều sâu vào là 20m. Có kết cấu là một trệt và một lửng nha anh chị. Căn hộ mình nguyên cái tòa này nó có 5 tầng. Mình ở tầng 2 thôi nha anh chị. Lên tí xíu giống như mình ở trên tầng 1 thôi ha. Đó, tầng 2 là tầng 1 anh chị, trệt rồi tới tầng 1 anh chị, đó là tầng 2. Pháp lý của căn hộ mình là sổ hồng riêng nha. Sổ hồng riêng, hoàn công, sổ hồng vĩnh viễn ha anh chị. Nằm trên mặt tiền đường Chu Văn An, địa chỉ là 140 đường Chu Văn An. À, ngay đây có cây xăng nè anh chị. Và đối diện cây xăng này là bến xe Chợ Lớn nè. Ở đây là bến xe Chợ Lớn nha. Thì cái đường, cái ngã ba kế tiếp đây là đường Chu Văn An. Thì mình rẽ tay trái ha. Đây là khu vực Chợ Lớn nha anh chị. Khu vực Chợ Lớn, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên. Khu vực trung tâm, khu vực Chợ Lớn luôn nha. Giữa trung tâm luôn. Thì căn hộ này hiện tại chủ đang kêu có giá là 2 tỷ 090 triệu nha anh chị. 2 tỷ 090 triệu ha. Còn thương lượng với chủ nha. Anh chị mình đến xem. Nếu thấy nghĩ mình sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Ngay cái tòa nhà Novaland nè. Đó, mình nằm ở dưới tòa nhà này ha. Thì sau này có một chủ đầu tư nào lớn mua nguyên cái tòa này thì mình được cấp một tái định cư ở trên căn hộ mình ha. Trên cái tòa sẽ xây dựng mới và mình được trợ cấp tiền để mình ở bên ngoài trong giai đoạn xây dựng này ha anh chị. Thì những căn này thì mình bám mình giữ thôi. Tiền đường Chu Văn An ha anh chị, khu vực Chợ Lớn, chợ Kim Biên, chợ Bình Tây. Này, tay trái của mình nè, nhân quay qua trên thì thấy chợ Bình Tây, nó cái tòa nhà cao cao và vàng vàng đó, đó là chợ Bình Tây ha. Đây là trục đường Chu Văn An nè, hai bên bán đồ chơi trẻ em rất là nhiều nha. Ở dưới căn hộ mình đó là bán tạp hóa đó, tầng 1 thì bán tạp hóa, mình ở tầng tầng 2 ha anh chị. Tầng 2 là tầng 1 ha. Trệt, trệt ở dưới đây bán tạp hóa nè, mình thấy ở trên tầng 2 là ngay chỗ tạp hóa Phụng ở trên đó ha anh chị. Bây giờ Nhân sẽ quay cái chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Rồi, xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở tầng 1 ha, căn hộ ở địa chỉ là 140 đường Chu Văn An, phường 2 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì khu vực đây là khu vực Chợ Lớn mình nha. Ở ngoài kia là đường Tháp 10 và đường Chu Văn An ha. Và mình thấy bên kia là bến xe Chợ Lớn ha anh chị. Chợ Kim Biên, chợ Minh Phụng ha. Và chợ Bình Tây chứ. Chợ Bình Tây ha. À, ở đây là mặt tiền nha anh chị. Mặt tiền ngang là 4m và chiều sâu vào là 20m ha anh chị. Đấy anh chị mình thấy bên kia. Ở bên đây ha là ngã tư Phan Văn Khỏe ha. Phan Văn Khỏe, Chu Văn An. Mà đi thẳng luôn là ra ngay chỗ ủy ban quận 6 mình luôn ha. Ủy ban quận mình nằm đây ha. Đó, đây là trung tâm khu vực Chợ Lớn mình luôn nha. Rất là đông đúc nha anh chị. Ngang là 4m và chiều sâu vào là 20m ha. Căn hộ mình ở tầng 1 nha anh chị. Đó, hẻm bên hông mình có hẻm liên thông nè. Ở chỗ này là đi vô hẻm đó ha. Đi vô hẻm đó ra cũng sao. À, mặt tiền trước của mình là ở đây. Mặt tiền trước của mình đây. Ở đây khu vực bán đồ chơi ha anh chị. Gần bến xe Chợ Lớn ha. Anh chị mình có con em mình đi học ở Sài Gòn mà ở dưới miền Tây mình đi lên đây thuận tiện các tuyến xe thì về khu vực Chợ Lớn, thì đằng kia có bến xe Chợ Lớn ha. Tới đó mình đi bộ qua đây là tới thăm được người thân của mình rồi ha anh chị. Đó, ở đây mặt tiền ha, 140 đường Chu Văn An, phường 2 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở đây là ban công nè. Đây cái ban công của mình nè ha anh chị. Đó ban công của mình nè. Ban công của mình nha. Trần nhà cao ráo một trệt và một lửng nha. Cửa sổ là cửa gỗ ha anh chị. Cửa sổ là cửa gỗ luôn nè.
có khung bảo vệ ha. Cửa của mình là cửa gỗ nha. Đó. Trần nhà thì cao ráo nha. Gạch này, lót gạch này là cũng lâu rồi ha. Nè, đá mài nè anh chị, đá mài nè. Nó một trệt và một lửng nha anh chị. Một trệt và một lửng. Chiều ngang là 4 mét ha. Và chiều sâu vào tới cuối căn nhà của mình là 20 mét ha. Hướng nhà của mình là hướng này nè. Hướng này anh chị là hướng đông nha anh chị. Hướng đông, hẻm mũi sau của mình là hướng tây anh chị. Đó. Đằng kia là chợ Bình Tây, khu vực chợ lớn nha. Pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Đó, ngang là 4 mét, chiều sâu vào 20 mét. Ở đây xưa chủ làm xây dựng ha, sơn sửa nè. Đó, để đồ nè, để đồ đó ha. Nên bây giờ mình về mình tân trang lại đó, trần nhà cao ráo ở trên có cái lửng luôn nha, cái lửng xuống từ dưới nè, từ cái chỗ cái bức tường đó tới đây nè anh chị. Đó, anh chị mình xem nè, trần nhà cao ráo lắm nha anh chị. Đó, ở trên có một cái lửng nữa nha, một trệt và một lửng ha. Ngang 4 và chiều sâu vào là 20 mét. Mặt tiền đường chui dân an ha anh chị. Ở đây có 5 tầng thì nói chung thì mình mua những căn như vậy thì mình sống mình ở thôi. Còn nếu mà sau này có một công ty bất động sản nào lớn á, người ta mua nguyên cái dãy này, người ta xây lên để làm căn hộ thì mình được cung cấp một cái suất ở trên này ha. Đó. Đây, chiều ngang là 4 mét và chiều sâu vào là 20 mét ha anh chị. Một trệt và một lửng nha. Ở địa chỉ 140 đường Chu Văn An, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ Bình Tây, khu vực chợ lớn, bến xe chợ lớn. Ha. Sổ hồng ha anh chị, sổ hồng ha. Đó, dài thòn luôn nha anh chị. Ở trên mình có cái lửng đó nha. Đây, trên có cái lửng đó nè. Anh chị mình ha. Trên có cái lửng đó nha. Đó, để đồ trên đây nè. Đó, mình lên mình coi ha. Để đèn trần nhà cao ráo ha. Ở trên đây đứng thẳng người lên được luôn nha. Có ngang là 4 mét anh chị, ngang là 4 mét, chiều sâu vào là 20 mét luôn nha anh chị. Đây, đây cái cửa sổ ngoài sau của mình nè, cái khoảng gió nè, khoảng gió đang thổi vô là giếng trời nè anh chị. Giếng trời ha. Đó, nguyên cái phần phía sau nữa nè. Đó. Cái giếng trời của mình ở đây. Giếng trời ở đây ha. Bếp. Bếp anh chị. Đó, bếp, nhà vệ sinh nằm bên hông này. Đó, anh chị mình xem không gian rộng rãi nha, không gian mình rộng nha. Cửa này cửa sau là hướng tây nha anh chị. Ở căn nhà mình ở địa chỉ là căn hộ mình ở địa chỉ là 140 đường Chu Văn An, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, gần ngay khu vực chợ lớn mình luôn nha, ngay khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, bến xe chợ lớn ha anh chị. Phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ha anh chị. Một trệt và một lửng nha. Đó đây, cái mình có cái lửng ở đây ha. Đó cái lửng ở đây không gian phía sau của mình nha. Nó rộng rãi nha anh chị. Ở đây lối đi phía sau của mình nè. Lối đi phía sau của mình ha. Nó tầng 1 thôi anh chị, mình đi xuống vài bước là tới rồi. Nó có lối đi nè. Đó. Nhà vệ sinh, không gian bếp. Ngang là 4 mét, chiều sâu vào tới ngoài kia là 20 mét anh chị. 20 mét ha. Đây lối đi phía sau. Còn ngoài cải là bà. Đó đi anh chị mình xem ha. Cầu thang đi lên, cầu thang đi lên ha. Đây, cầu thang hấp lắm nha. Đi vài bước xuống tới dưới à. Đây, cái hẻm bên hông của mình nè. Đó, hẻm hông đây. Xe để anh đó ha. Có chỗ gửi xe ha anh chị. Có chỗ để xe hết ha. Ở đây đằng kia hẻm thông qua luôn nè anh chị. Hẻm thông qua luôn nha. Pháp lý là sổ hồng ha anh chị. Mua bán ký công chứng sang tên đó, ngoài kia mặt tiền nè, đó ngoài kia mặt tiền ha anh chị. Rồi nhân xin nhắc lại thông tin chung ha, và kết thúc video quay nhà ở đây. Anh chị đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành ha. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà ở địa chỉ là 140 đường Chu Văn An, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Pháp lý là sổ hồng riêng. Căn hộ mình ở tầng 1. Căn hộ mình ở tầng 1 ha anh chị. Đó. Tầng 1 ha. 140 đường Chu Văn An, phường
2 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, ngay khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, bến xe chợ lớn nha. Ngang 4m và chiều sâu vào là 20m ha anh chị. Có sổ hồng, một trệt và một lửng ha. Sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên thôi. Dài lắm nha anh chị, ngang 4 và chiều sâu vào là 20m. Đó, mặt tiền nha. Đó, mặt tiền ha anh chị. Ngoài kia là bến xe chợ lớn ha. Giá là 2 tỷ 090 triệu ha anh chị, 2 tỷ 090 triệu nha. 2 tỷ 090 triệu. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 2 tỷ 090 triệu ha anh chị. Một trệt. Rồi, hướng nhà hướng Tây nha. Còn hướng lượng nha anh chị.